Đây kìa. Cái gì thế? Cái gì? Muốn tát! Muốn tát! Xin chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. À, các bạn ơi, thì hôm nay ở quê hương anh em mình mưa từ sáng giờ đi các bạn. Nói chung là mưa thục xịn địa lâu luôn nha. Nên anh em mình không có thể đi đâu để làm clip cho các bạn xem được. Thì anh em mình có suy nghĩ ra được một cái trò chơi để tổ chức cho anh em mình chơi nha bạn. Là đây cái trò chơi của cầu anh em cơ. Mình cầu cơ. Cầu cơ. Sao không dám chụp té đi thèm nha. Trò chơi là thổi đèn cây nhận phần thưởng và hình phạt nha bạn. Đó. Đây. Thì đây thì có tổng cộng là 10 cây đèn cây, anh em mình đã cắm một hàng thẳng rồi nha. Sợ nha, đủ nha. Thì một cái đèn cây đầu thì nó sẽ có trị giá là 20k đây nha bạn. Đó. Đèn cây thứ hai là nó sẽ là mắm guốc nha. Ai thổi vô mắm guốc sẽ ăn 2 muỗng nha. Thì cái đèn cây thứ ba sẽ là 50k. Cái đèn cây thứ tư là sẽ ăn mù tạt các bạn. Là ai thổi vô mù tạt thì sẽ ăn nửa muỗng mù tạt. Cái đèn cây thứ tư thì 100k. Rồi cái thứ năm là nước đá, là ai thổi vô nước đá thì sẽ tắm một tô nước đá đó nha. Đó, tô đá lạnh. Thì đây cây thứ sáu thì 200k các bạn. Cây thứ bảy thì sẽ bột, ai thổi vô bột thì sẽ rửa mặt ướt xong in cái mặt vô bột nha. Đó. Lăn qua lăn lại không? Đúng rồi. Cây thứ chín thì trị giá là 500k. Cây thứ mười là ba kẹp nha bạn. Kẹp phải để này nữa, phải để này nào, có đủ hết nha. Thì sơ lược là trò chơi vậy bạn. Anh em mình sẽ đốt 10 cái đèn cây lên và sẽ ngồi ngay cái ghế đằng đó. Bước đó nha bạn, cái bước này đây nha bạn. Và thổi nha. Thổi tắt cái đèn cây nào thì sẽ hưởng cái đèn cây đó nha bạn. Ok. Là không cho qua mức gì đâu. Vậy đó. Giống như cây đèn cây đốt nó hết trơn luôn. Mình cung lùn thổi đi. Thổi quá. Là tắt cái đèn cây này, tắt cái đèn cây này và tắt cái đèn cây này thì sẽ dùng cây đèn cây tắt nha. Là cây cuối nha. Là cuối là 50k. Là 50k lấy 50k nha bạn. Thì vậy đơn giản vậy thôi. Nhưng mà không tắt cái nào sao không sao? Không tắt. Nếu không tắt đạn giang. Tại vì ngồi sát bên mà hỏi không tắt cây nào kìa. Hỏi không tắt ốp cái mặt kìa. Đúng không? Không tắt ốp mặt kìa. Nếu mà cái thằng nào mà giống như cố tình mà thổi không tắt cây này cây nào hết kẹp. Cho ba kẹp liền. Vậy đi. Đúng rồi. Chứ ngồi sát bên thủy mũi không tắt nữa mà có đâu tắt thổi em nha, đúng không? Đó là quy luật. Nếu mà thổi cái đèn cây này tắt, cây này không tắt mà cây này tắt thì sẽ dùng cây tắt cuối cùng nha bạn. Đó, thì tắt ngày này là đây. Cây cuối cùng á. Ok, cuối cùng. Đơn giản. Hôm nay bốn anh em mình sẽ chơi nha bạn. Tiền này là của mình nha, mình đầu tư ra để cho anh em chơi. Nếu anh em chơi vô được phần thưởng nào thì sẽ lấy phần thưởng đó, vô hình phạt nào sẽ lấy hình phạt đó. Mình còn trong túi nhiều lắm nha bạn, tại vì mình chơi nhiều vòng nên mình chuẩn bị nhiều nè. Trời đâu thì mưa gió bão bụng một ngày nên anh em mình sẽ tổ chức cái trò chơi nha bạn, cho anh em mình cùng chơi và gửi đến tất cả các bạn nha. Nếu tất cả các bạn mà có thích cái trò chơi hôm nay của anh em mình tạo ra thì các bạn nhớ nhấn like clip và chia sẻ giúp mình, và các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để theo dõi những clip tiếp theo. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ u quế để phân ra ai chơi trước ai chơi sau và ai là người chơi cuối nha bạn. Mà chơi mấy vòng, mỗi người có 3 vòng chơi, mỗi người có 3 vòng chơi, okay. Đúng không? Thì anh em mình chơi nha bạn. Nói chung là vui là chính nha. Phần thưởng là mừng nha bạn. Nói chung là mình đầu tư tiền ra để chơi. Thì nói chung mình thắng thì mình có nhiệm vụ mình lẻ lại nha bạn. Tại vì hình phạt mình có hưởng, có phạt thì mình có chơi có chịu đúng không? Mình ở chung với ông Sàm lâu rồi các bạn. Mình biết ông Sàm ông không nè, không lấy đâu quá này không ạ. Mà tao phải này nhất là tao phải nhất là cái đó đúng không? Đúng luôn á. Rồi bây giờ thì bố anh em mình sẽ u quế để chọn ra người chơi trước nha. Thắng trước. Bây giờ thắng ra chơi trước á. Thắng trước. Okay. Rồi. Ra chơi trước. Ra chơi trước. Ừ. Rồi. Rồi. Ra chơi trước nha. Ra trước nha. Một. Quay. Ông hên lắm. Ông hên lắm. Không để mà chơi mình chơi trước cho thằng thèm chứ. Ê, chơi thôi, chơi thắng ra chơi trước cũng chơi trước mà chơi trước ổng ra sao cũng chơi trước. Thôi rồi. Rồi. Chơi trước đó. Như vậy nãy phải không? Ê, quá. Đó. Mày chơi trước tao nha. Thắng đi trước nha. Thắng trước không? Đâu, tránh. Ê, vậy là mình cuối nha bạn. Rồi bắt đầu. Thế ra đi trước không trời. Rồi, bắt đầu. Thế ra đi trước luôn trời. Em chưa? Trời, người xưa tôi không cầu. Đi trước thì gặp nhiều mơ ước. Đốt nến lên sập. Đốt nến lên mình happy birthday lên sập. Đây, mình xin này gái, hỏi bụi cho các anh. Mình lên nến để mình thổi đèn cây happy birthday hắn sàm vlog nha bạn.
rồi, để tôi coi ông nha. Thôi mình muốn mình tổ chức. Nói chung là bố anh em mình không ai bị Covid các bạn, đừng sợ. Đừng 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 rồi. Cái mức là cái gì? Cái mức đó. Ừ. Bà cái hai đó. Rồi. Tao dắt con giò lên đường cổ tao hỏi. Các bạn nói xem ngày hôm nay anh em mình chơi trò chơi này, ai sẽ là người nhận hình phạt nhiều nhất và ai sẽ là người nhận tiền thưởng nhiều nhất nha bạn. Các bạn nhớ ủng hộ cho bố anh em mình nha. Thôi ba chơi nha. Ba tao. Ôi ơi. Ôi vậy là cái này. 200 ngàn. 200 ngàn. Nè. 100, nước đá 200 lụm liền. Rồi để 200 đi, 200 đi. Tại cây này là cây thứ 8 nè, thứ 9, thứ 10 thì mình ngay cây thứ 7 nha bạn. Để 200 đi, để 200 đi. Để 200 đi. Không có gì. Chút chút bây giờ nói sao? Rồi chơi chứ bây giờ chạy chạy lại rồi. Đi sao kia nhìn. Vậy cho thấy đó nha, hầu cứu của tao nha. Ở vô nữa nữa là thiếu rồi anh đó. Vậy thấy 200 túi rồi. Ủa không nữa. Lấy 200 túi rồi. Mình lấy 200 ngàn cho bạn. Ủa mày hên đi trời. Ông hên với trời. Ờ tao đang cấm nổi đi. Đúng lại. Mỗi ngày là mình 200 cây nữa bạn. Ủa tại trên đây cây này là còn bột 500 cây là kẹp cho bạn. Ôi. Mình vô 200 cây nha. Hên dưới trời. Rồi tao đang cấm là đây nè. Ồ mới vô lượm 200 mà. Mình hỏi dở lắm nhưng mà hỏi mình nó hơi mạnh chút các bạn. Ồ. Rồi tới đây, tới lượm phải không? Ờ để con luôn được. Tới thằng mã tử đậu bọn mày. Mày vô cái gì mày cũng chết cho con ơi. Bồ tát đi chứ. Mày dắt vô anh cổ kìa nãy mày kêu tao. Đâu? Rồi. Hỏi đi cu ơi, đậu bọn mình lượm 200 ca đầu ngon ấm áp tình tình trời. Bồ tát. Trời. Ơi 100k gì vậy trời? 100k cây 2, cây 3, cây 4, cây 5 phải không? 100k 2, 3, 4, 5 giờ nó 100k. Ôi xanh lắm. Gì hơn như vậy? 200 nó 100 trời hết biết rồi nè. Ôi gì mà gì vậy? Ai chơi cái gì vậy? Ôi nghĩ mẹ cho con đi. Ôi xanh luôn tiền không? Bố luôn á. Ôi hai ông nẹo nổi đi, ông lấy tiền cho rồi mình đưa mới thử 100k thì nóng thì nó nhanh cây. Trời ơi, chuyện gì đem gái vậy? Đâu mày bắt trước nữa, tao vô tiền, mày không vô tiền nữa thèm. Thổi là tính thổi tới lên tới là lại luôn nè. Nè mày thổi ra đi. Còn tao đẹp kìa. Em nữa trời. Hai ông chơi cái gì là tôi không chơi gì nữa không nội. Đó. Giang cũng hồng nha mày. Cái này là khuyến cáo thôi mọi người. Không có 1, 2, 3 cái nó vừa tôi mở hỏi đó. Càng ba kẹp tiền mà không tắt cái bạn. Chuyện gì vậy? Chơi anh trai ơi. Thôi đi. Còn nhiều ơn nữa. Cái gì? Nước đá 100k nữa rồi. Nước đá 100k không nổi ơi. Nước đá 100k nữa rồi. 2, 3, 4, 5 100k. Phân thủ nằm dưới đất nè. 2, 3, 4, 5 dỗ 100k nữa chứ. Thèm nha. Thèm. Thằng mạng của ba đúng không vậy? Đưa mình 200k thiếu 100 đi. Tại không có 100 nè. Ai? Ơ, chơi tôi thiếu 100 đi. Hai chia rồi đó đi. Ừ. Đó. 100. Ừ. Trời ơi. Thiếu 100 đó. Cái gì? Tôi chưa mấy chị trời. Không biết chấm nữa ai. Ê, còn cái gì con tôi? Ông ơi. Cái gì? Cái nhà đầu tư gì hút bật dài trời. Ơi, chị còn tôi chắc, tôi chắc. Mới mấy dòng chương chương mà có mấy xì bạc ta. Nãy giờ 4 chị rồi đó. Tôi không tin tôi lấy được 500k. Không mà lấy hết luôn đi đậu. Không có cái gì trời. Vô. Nghe là nhà đầu tư này mau có lãi vậy ta. Ê mày ngồi kiếm gì vậy? Mày ngồi cái này cái ghế đi được rồi. Nhưng mà cái giò phải về mới được. Tại vì là nó ngồi gì là nó chậm tới được bầu. Đúng rồi. Không chậm được vậy. Đúng rồi. Nè mày cái giò là không có qua ở mức này. Sao còn đó? Em ơi. Cho nhà sợ hơi đánh ngồi. Tôi chậm tới ngồi nữa đâu vậy? Ông coi tôi lấy 500k. Mày mới lấy gì mày lấy, nó bỏ tay vô lấy đi. Đó, bỏ tay vô lấy đi. Nhìn thằng nào cũng có tiền, thằng này nó có bị phạt nó mới ghê nè. Không có tiền nó ghê trước à. Ê mấy ông có tiền, tôi không có tiền. Cái tôi hơi mệt à. Vậy tốn tao chuyện nha. Mình hỏi nha bạn. Các bạn xem mình lấy 500k nha bạn. Mày muốn lấy gì cũng được, kêu mày mà bỏ lại công. Chơi. Trời giống bị tơi tơi biến vậy. Mày bị xỉn vậy. Trời. Ê, ở cái mặt kìa. Lấy cây này cho bạn, nó ba kẹp nè. Sao tôi không tôi ba kẹp đây? Đây. Ai biết? Ai biết được? Vậy gì mày tha muốn lấy 100 triệu. Mày tự kẹp đi. Ông mà ngừng cuộc chơi mới thắng nha. Đúng rồi. Mũi lực mà. Đây. Ông ơi, tôi lấy 5 triệu cho bạn. Nếu có cây cuối cùng nè, ba kẹp đi. Đúng rồi. Có gì không đâu bạn. Không chết.
thơm, cái đó thơm đó đúng không? Mày muốn lấy 5 xị thì mày bỏ lại 5 cái cùng với đâu mà dễ ăn được trai. Trời ơi trời, mấy ông nào không có tiền cho mình có đẹp mày. Trời ơi trời, mày tiền nó chết tao mặt luôn á. Biết gì không? Còn bộ lắm. Nó tham lam ông hơi. Ừ, nó tham 500 năm xị. Nó lấy 5 xị mà không ngờ là người tính đâu có qua đèn cày tính. Bởi gì? Hơi tôi mạnh lắm đâu. Đúng rồi, mày mạnh là ăn ba kẹp đó. Em bạn mới ăn ba kẹp bạn. Tới tao không? Dán kiếm bạn tợ cho tao. Thì đâu. Trời ơi, vô sập. Dán kiếm bạn tợ rồi. Ông là phải nước đá tôi mới. Nó hơi lầy nha bạn, có bị dơ các bạn không tắm cái sàn nha. Vừa vừa không sập. Vừa không lấy ông lấy 100 cả. Cái gì lấy đá không sập nha. Ôi tới không chuyện ơi. Tới không chuyện ơi. Gì? 50k. 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 Ôi gì đây? 20 bấm vô 50k, cái thứ ba 50k nữa. Ôi. Trời ơi. Trời. Thôi mấy ông khỏi chơi đi rồi, sao có mình tôi phạt trời. Trời ta hay mà, người ta hay chơi định mệnh mà đúng không? Được 250 phạt. Tới một cả. Ôi mấy ông nội đây chơi cái gì ta? Ai bộ ba mình cho đi phim gì ta? Có mình nó bị kẹp thôi thử cho nghe đầu giờ. Không được đó, họ tôi lấy 500k rồi. Tôi lấy chịu được chơi, bỏ lại cầm. Kệ ba kẹp lấy 500k rồi. Rồi làm tao vòng thứ hai phải không? Vòng thứ hai đó, còn vòng cuối à? Má wow. Thầm ơi. Wow. Trời wow. Ơi. Bột. 2 3 4 5 6 7 8. Bột. 8 bột. Trời ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây ông sắp đây bình cầm mâm cho lụm nó ập chưa các bạn. Đây nè, cái này đúng rồi. Trời ơi cái mặt này tôi đây là cái hình phạt dành cho cô hùng, nó sẽ ụp cái mặt vô cái đống bột này các bạn. Tôi không chờ không biết hành cái gì. Sao nó cắt thêm một cây nữa trời. Ác quỷ sô cô la đây. Hát bạch cho tôi nè. Ảnh nghe nè. Ừ nghe nè. Ê, rồi ảnh một cái thôi, ảnh một cái thôi cũng là cái. Ừ ảnh đâu? Ảnh một mặt xuống này nè. Dạ. Xuống rồi lăn qua lăn lại. Ừ đó. Ừ trời ơi trời ơi trời ơi. Ừ cô hùng nó con câu canh ra các bạn. Ừ cho tí con em không. Tao không á, cái đẹp gái với mày á. Bây giờ tới cụ lùng nữa nha mày. Vậy là cụ lùng hả? Tới cụ đen quá nó lộn được trời buồn chứ. Cụ lùng chơi vậy đó à. Ta nó trời lộn ơi trời. Cái mặt mày còn lộn nữa chứ. Buồn đi chứ các bạn ơi. Chuyện càng nữa là vô trời xảy rồi. Rồi mày vô hoàng thử mày có buồn không? Cái đậu sao vô mày phải buồn. Trời ơi trời. Rồi tao không đen cả. Mày giống ma tiết chứ mày. Ông đen phải. Tới mày về mày cũng nghĩ y vậy à con. Thôi nào ơi chưa có tao không đây. Mày nói chuyện chứ. Ông đen phải ba kẹp tôi mới vừa lòng tôi. Có không thấy. Đó ai vô là ăn mù tạt lên mới vừa bụng ta nó thiệt luôn á. Ôi tôi chỉ cần á. Không tôi chỉ cần thọt tay rồi nó tấu tắt luôn. Cửa này nó cần. Cơn gió. Khí công á trời. Khí thèm ông khí. Để cái lỡ tắt đi cho đó đó. Gió thổi nha bạn. Để cho nó tới bên này. Hết nha. Ê sụp tấm mũ xuống đi. Để cho nó sụp tấm mũ đi. Đúng rồi. Chơi mà ai chạy. Rồi, tới đây kìa. Cái gì thế? Cái gì? Cái gì? Muốn tát. Muốn tát. Thì anh em mình nói chung là clip tới đây là tạm dừng nha các bạn. Anh em mình có chơi mẹ hết 300 bù tạc đi rồi mày tạm dừng. Đây bù tạc cưới nha bạn. Đó. Đó chuyện trời. Khui luôn nha bạn. Nửa muỗng nha, nửa muỗng nha. Đây nửa muỗng mình cho công bằng nha. Nè nửa muỗng nè. Mình cái gì vậy? Có đồ đậy lại. Hết thèm. Ông nãy ông chỉ gỡ miếng nhôm thôi. Nè lấy cái muỗng đấm. Mình mới giữ miếng nhựa. Ủa sao mày ngu dưới đen? Sao mày chỉ cho ổng? Nè cầm, nửa muỗng trời. Xịt bắt đầu xịt từ muỗng nè. Để đi ngay. Đừng yên tâm xịt chết ngoài uống. Không sao sao đừng xịt muỗng xịt hỏng luôn sao. Muỗng tao đẹp quá. Trời ơi được rồi. Đó, nửa muỗng mình phải chơi công bằng công tâm. Mày vẽ cười tao nữa nè. Nè mày công tâm nha. Nè mày, tôi đi về tôi ăn. Dạ, em 1, 2, 3, 4 là cây mù tạt hay chát của các bạn là 1, 2, 3, 4. Khỏi chạy, đường đồng. 1, 2, 3, 4. Nè, chuẩn bị là chuẩn bị phun ra lửa nè, ăn 100 ngàn. Tới mày nữa kìa, mày không lo. Tôi hả? Tôi lấy 500k. Mày lấy, tao giếm được chứ. Mù tạt đậm đặc dạng bột các bạn. Ủa, nè thèm ăn chứ trời. Nó thèm ăn trời. Ê. Cháu chào tay.
đâu. Bây giờ tao đi phê nào. Hết rồi. Hết. Bây giờ hôm nay không nghe hả ta? Mày đốt đèn cày đây, mày đại tới lượt. Ok nha. Cày chưa? Cày đâu? Cày the. Đó. Nồng không? Nồng không? Cởi quay cho mày biết thử. Đó, đúng rồi. Để tôi là tôi happy birthday. Để mình chọn hình phạt cho quay phim cái nữa nha mày. Bậy, tôi thầy. Thầy trời ơi, thầy cũng chịu à. Mình để cho quay phim nó vô nờ đá đi. Là nước đá đó. Nờ đá hả? Ừ, nờ đá đi. Nờ đá. Đúng rồi. Cho nó vô nờ đá đi. Nờ đá là gậy đá hả? Đúng rồi, gậy đá, gậy đấm vô được. Ê, chậm nha. Tôi thấy vậy hả? Ừ. Mày nghĩ nó điều chỉnh được cái hơi nó vậy đúng không? Rồi tôi đắt ra. Rồi mày hỏi đâu được chứ. Rồi bây giờ mình sẽ thổi ngay cái ô mày ô nhà đi. Ê ơi. Ô hay xịn ha. Một là 200k, hai là 500k. Hết tiền rồi. Hết đây nè. Hỏi em ăn. Trời đất ơi, dưới trời kẹp hết, ba kẹp nữa. Thôi thôi. Nó tới lấy 500k nữa. Ai về nó dành vô ba kẹp đi mẹ đậu. Cái ba kẹp nó chứ kêu. Nè, cây cuối cùng tắt ra đó là ba kẹp đó nha. Thôi sao mà tắt hay vậy? Mà cây cuối cùng nha bạn. Mà sao cái hơi của nó dữ ta? Hơi của nó dữ ta. Ai đó đại nó kẹp hở lỗ tai. Mày đâu có là điều chỉnh mà hơi đâu sao. Trời. Mới ba kẹp giờ ba kẹp đâu nổi. Để tặng 500 nè. Giật gà lá nụ. Làm như tôi ăn kẹp ở trong đây. Vậy sao? Để tặng hả ta? Hồi nãy dở. Đúng rồi, thấy không đó. Đi trước cầm gì mướn không? Ok. Mình mà biết trước bỏ mắm cuốc là cái gì ở đây là thấy bà nó rồi. Kẹp cái đau ông nội đầu xanh mày nghĩ kẹp mày nghĩ gì nhẹ hả? Ê mày kẹp nghe mỏ rồi mày khỏi thổi nha. Kẹp cái mỏ khỏi thổi nha. Rồi nó thổi chăng. Kẹp đâu đó. Kẹp thôi đi. Rồi nó kẹp đi rồi nó thổi nó gỡ ra. Rồi vậy hả? Rồi thổi xong nó kẹp lại. Rồi. Được không? Được. Còn bữa đó mày thổi nhanh kẹp cho bằng tay sao? Ừ. Đúng không? Đúng biết chưa? Lỗ đậu luôn á. Rồi tới tao là đậu. Trời ơi trời. Tao kiếm tờ đi rồi tính. Tại vậy? Nè ông kiếm tờ. Tiền các bạn, mình nó có trang sức lắm các bạn. Đâu tao lại vậy? Ông kiếm tờ đá nè. Đốt lên. Rồi con. Đốt lên. Hoa ngắm. Nè. Đốt lên thôi. Sao mỗi lần tôi hỏi cái là nó tắt cho luôn vậy? Mày hơi mày lực quá chị. Mày chơi bạo lực quá mà mày chơi xương xương thôi, mày chơi bạo lực chứ hả? Đau quá ông ơi. Đau thấy. Đau quá. Tay em có gì đau vậy đúng không? Ơi, đau. Trời ơi. Đau. Sao tôi không có kẹt cái quá đau á. Tới mình nha bạn. Làm bạn tắm nữa coi. Bữa nay mình nói chung là mình cũng được đỏ nha bạn. Im lắm. Ôi bộ tài khó chịu biết trời. Hồi nãy ông hai tiền phải không? Nè cái này mới có hai tiền thôi. Giá kiếm đặng nè. Ôi. Đó. Nước đá. Nước đá. Hả? Cái gì? Nước đá. Ở đây chúng ta 200k nữa nè. Cái giấy 1 2 3 4 5 6 7 cây 7 8 3 1 2 3 4 5 6 7 200k nữa nha. Không nghỉ chơi mẹ đi ông ơi. Chơi luôn đi, chơi nó chạy. Cái gì mình nào hơn chứ ta. Mình lấy 500k nè, mình đòi lại 250k. Đó, mình hiểu là 50k các bạn đó, tao 500k nữa. Lấy. Trời ơi, ông ta. Tao có 4 giữ nhiêu. Ở đây ông lấy tiền không luôn á. Có 1 con, có 4 giữ à, không có nhiều. Cô em giữ à? Bù đi chứ. Nhân hoài luôn chạy, lấy tiền hoài luôn chạy. Nhân phẩm không tốt rồi mày. Ông mày làm sao hoài, ông xanh mà ta đánh cắp nữa đi. Ông nội ơi, ông khỏi chơi đi ông nội ơi. Ông thiếm bên đi. Hết vòng mày. Hết vòng mày, 3 vòng mày cứ bút giữ à. Hết bà. Trời ơi, trời chơi gì lấy tiền không vậy cha. Bút giữ mà đầu tư để về ra. Thằng này lấy được nhiêu ta? Chạy. Chạy. Này chạy. Chạy. Ôi, tốn 2 triệu đâu. Ông chạy năng. Ba chạy đi. Đẹp trai. Các bạn kìa. Các bạn kìa. Trời ơi. Đâu đây mình để mình thôi đi. Công nhận là mình đi dưới gặp nhiều mướt vậy mày. Trời ơi, bữa nay em ông để trong một điều với nhau là hắt bạch vô thường là thổ một cái cuối cùng là tỉnh con phụ này. Bạch vô thường. Trời ơi, nó mới bay nhẹ hả? 200k rồi kìa. 200k. 200k lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi đẹp quá vậy. 200k trời. Ê cái vụ gì vậy? Có nghĩ mẹ cho gọi đi chơi chứ quần què gì nữa chơi gặp lại. Xin chơi đó. 200k các bạn đủ xanh gì mà con lấy 200k trời quỷ quá. 200k các bạn ơi. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mình ăn cái mặt bột mà mình lấy được 3 xị. 3 xị tới 7 ngàn. Ngày 4 xị gửi. Ngày 3 xị. Ừ, coi nè. Ta đánh cắp chắc tôi hết đứa nói gì hôm nay tới giờ tôi lấy được đồng bạc được không? Tao cho mày hiểu vòng cuối tao bị kẹt nữa chứ chi mà hơi bị nói thèm á. Trời ơi cô đen vậy bạn. Bây giờ mình xin chúc mừng cô đen nó vô thêm mà cái diễn tượng cho mắm vuốt đi. Đá đi hai mắm vuốt đi. Đá đi đá hả? Ừ. Rồi cho mày đá đó. Đá đó. Thôi hỏi vừa anh em, hỏi vừa sức thôi, nhẹ nhẹ thôi, gió hỏi máy bay thôi. Yeah. Ừ, gió hỏi máy bay thôi. Gió hỏi bay ăn vuốt thiệt ra. Mày nghe lại đó, mày gió hỏi bay là ăn vuốt luôn á. Đúng rồi, hỏi đi, hỏi đi. Cái còn chút, cái còn chút. Bốn nữa ơi. Ủa. Ok. Ba kẹp. Nè, cái cuối nè.
Chúc mừng. Trời chúc mừng. Nó nói gì 500k hả? 500k lắm, dễ ăn 500k lắm nè, nè nè 500k. Nè. Trăm mấy? 175 rồi 300 mấy? 300 mấy? 300 đó 500 đó. Em 500 ngày đó. Anh em mình chơi được điểm chính bạn. Đây là cây cuối cùng của cụ đen tắt nha. Là nó sẽ dùng kẹp nha. Tại anh em mình dùng là dùng cây cuối cùng tắt nha. Đó. Nghĩ gì mấy? Hết trâu ơi. Trời ơi. Cậu điên vòng kia. Hết trâu ơi Nghĩ ơi. Người ta đang ông cho hết chồng, người tao hốt bằng dạ nè. Ê, đau uống chết mẹ vậy. Rồi còn hai thằng giờ kẹp vậy nè. Đúng rồi, đó kẹp. Dạ, bữa nay mình kẹp tôm, mình không được bị bạc cái nào cho mình bụi miệng chứ. Mình xuống với bạn, mình không lấy được không, ngày nào cho mình. Em đừng nè. Bữa nay ông mặt này là hên nhất. Ủa sao nó bún dữ nhiều. Đúng rồi, bún dữ nhiều. Bún dữ nhiều. Mẹ ta sĩ gì, cô đòi với trời. Sĩ với nhau. Ừ, quân đất anh sĩ nữa nè. Tôi được bao nhiêu tiền? Không quẹo có tiền. Thì mày thổi cái này nữa bạn, ba kẹp lên xong luôn. Rồi, bây giờ tao hiến kế mày nha, mày muốn kiếm tiền mà không mạnh cái này phải lấy 500k. Đúng không? Phát một phải lấy 500, phát 500k phải lấy kẹp. Nói nghe nào. Đưa vậy. Được chứ. Thôi đừng bung nước miếng nha. Kẹp ra cho mày khỏi nặng. Thôi khỏi. Không bị cho né rồi, cái chữ kẹp trên mặt đấy không? Biết đâu kẹp này cái nó vừa đủ rồi. Ôi trời ơi. Mình hỏi nha bạn. Tới pin nha bạn. Thôi ơi, ba kẹp nữa nha, không thổi tắt cái đèn nào là ba kẹp nữa nha. Không tắt đèn ba kẹp nha. Tôi sợ không tắt cái nào luôn, tại vì nó hơi cái hết rồi. Thì bây giờ không tắt ba kẹp nữa. Mở kẹp ra cho. Chết bà. Chết bà mà đứng đá rồi. Đứng đá. 100k. Yeah. 100k. Đang nằm không? 100k. Bà muốn nằm lộ nó 100k. Ê ơi. Em ơi. Chúc mừng mày. Trời ơi, muốn tranh chúc mừng mày 100k. Đây. Tiền tôi nè mày, bạn đây đó. Trời ơi, lấy được 10 ngàn mua không? Cho tao mua không luôn nha. Em cầm. Hả? Cho tụi tôi vòng đi. Thêm vòng nữa đi. Chơi vòng cấp cứu không? Ừ. Cấp vốn luôn không? Vòng này là nghỉ đúng không? Ừ. Tháo ra nhân đôi phần thưởng lên đi. Thảo nhưng mà cấp vốn ra là để luôn chứ tháo vậy? Để luôn. Cho tháo luôn đi. Đặng chơi vòng cấp vốn này tao kỷ niệm cho mày luôn á. Chơi vòng cấp vốn. Đúng rồi. Tháo hết đi. Chơi tháo không? Bạn bây giờ anh em mình sẽ chơi một vòng cuối nữa. Nếu như anh em nào mà không nhận được tiền thưởng thì mình sẽ ê, thu hồi lại cho bạn. Đó, ok không? Ở giờ mình về đi, cho gì nó gây cấn hơn đi. Hình phạt cho nó tăng đôi lên hay gì đi. Gấp đôi. Hình phạt tăng đôi hả? Ừ. À, à, mù tạt sang một củ đúng không? Ừ. Bấm trước tăng 4 củ. Đúng rồi. Nước ta tăng 2 tô. Nhưng mà hình phạt và tiền thưởng tao không tăng. Nước ta tăng 2 tô. Ừ. Nó cho double kill luôn đó. Tiền phạt cũng phải tăng hơn, tiền thưởng tăng lên chứ. Vậy sao tăng được không nổi đủ vậy? Tao cho tăng lên nha, chơi kìa. Xanh thì thôi cho vậy. Cho mày dòng cấp vốn mà. Cấp vốn năng cao lên là đúng rồi. Thì chứ nguyên nhưng mà hình phạt là nhắn đôi. Thì tao cũng chơi vậy. Đúng không? Ừ. Rồi chơi vậy nha. 100k các bạn. 100k. Cuối cùng được 100k. 100k các bạn được. Ừ. Tóm chuyện thì chứ. Xanh đó bây giờ chơi lớn tụi bay lên nha, cái nữa đây. Nhân đôi số tiền tụi bay luôn. Nếu tụi bay vô 20 lấy 40, vô 50 lấy 100, vô 100 lấy 200, vô 200 lấy 400, vô 500 lấy 1 triệu. Đủ. 500 lấy 1 triệu. 500 lấy 1 triệu nổi nhân đôi luôn. 2. Trời ơi, gì vậy ta? Mẹ mà. Nói chung là mình sẽ tặng cho anh em thêm một vòng nữa nha bạn. Nếu mà ai hỏi vô phần thưởng thì sẽ nhân đôi. Ai vô hình phạt thì cũng thưởng nhân đôi luôn nha bạn. Đó, được đó. Mình là đi đầu tiếp nha. Ok. Trời ơi, tôi lấy được 100k của ông là tôi mừng hết lớn rồi. Rồi rồi, vô đây. Có 4 muỗng nha. Ê, gió, từ đó, hỏi đi. Rồi nha. 4 muỗng nha. Từ, để cho đèn kẹo ổn định lên cái điều mà hỏi. Rồi. Đó, sao? Đúng đó. Bà chưa thổi luôn hả? Sao chưa thổi luôn nha? Võ nó. Sao chưa thổi á? Cái đó là gọi là sát khí của ông á. Còn có đó là biết gì không? Tao thấy nội công. Tào lao ông địch á. Thằng thấy. Thằng thấy kêu. Chơi nha. Rồi. 1, 2, 3. 200k. Ôi. 200k. Ôi. Mới là tiền của ông mà. Ủa ai à? Cho chú quần gì nữa? Thôi lại đi mày. Rồi sao không hên vậy? Đây là cái cây thứ 9 nha bạn. Là 500k nha. Rồi sao không hên vậy? Mình nhận luôn. Mình nhận luôn triệu bạc nha bạn. Đâu, đây coi mày lấy triệu bạc coi. Trời ơi trời. Ê. Trời ơi, hôm nay tao 500 này là 500 này thắng triệu nè. Hôm nay ông toàn là tiền không luôn. Tiền không luôn. Trời ta có gì đâu mà bị. Có gì đâu mà bị. Ta định sợ mà. Ừ. Có gì không bị. Có đâu buồn. Hôm nay bà đổ gì hôm nay? Đâu, tranh đi ai đổ không? Thằng tài đổ gì á? Đó mày ai là đen đổ tao, thằng đen. Lao. Hỏi ông đổ không? Con đen đổ tao nè. Đúng rồi, hỏi ông đổ ông đó. Bỏ đâu chịu thằng đen. Thằng đen đợi tao chứ ai? Cái mỏ đổ ông, tại vì cái mỏ ông điêu luyện quá. Cái mỏ đổ ông là dữ lắm luôn. Từng cái mỏ tao từng là đọt giải mà giết được mưa. Đúng không? Ở giải chung chung rồi. Giết được mưa. Tới ông kệ ông thôi. Trời bữa nay mình chú tiền không có cái bạc ở chơi của mình trời. Sao này ông hên chứ các bạn? Thôi. Tiếp lùng à, vô mùa tạng nha ông lùng. Không lẽ ông lấy chịu được, tôi lấy ông chịu không được sao? Ê, mày, 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 mày.
Một tát. 100k. 100k. 100k là 200k. 1 2 3 mày đây nè, mày lấy 5k này. Nè. Đây nè. Đây nè. Dạ, cô lộn được 200k cho cậu. Sẵn tới tầm cuối cũng có tiền. Trước hai đó. Có tiền không chạy? Bữa nay không xào ra tiền nhà xíu luôn. Ra mở xíu luôn chạy. Móc tiền mà kéo một hôn luôn. Dạ, còn mấy chục kẹo luôn. Còn mấy chục kẹo nữa không? Hồi ba sĩ đây, nãy có ba sĩ đó. Đây nè. Mày có ba sĩ nãy nè. Trời ơi, sao? Nè, đưa hai sĩ đây. Nè, đây nè. Mày nhưng mày hiểu tao sĩ đi. Ok. Rồi. Ủa sao? Ông sĩ đó. Ờ tôi thấy ông chạy đó. Thế tao chạy không? Ừ. Rồi. Sao mà hết đi trời. Ông chạy luôn trời. Ông chạy luôn trời. Cũng không chạy luôn trời. Còn luôn có tưởng đám chạy luôn đi ghê chứ. Hay kìa. Ờ ông đây không muốn lấy tiền hả? Ờ bị tốn rồi, tốn cũng kém người ta. Thấy khó ăn tiền không nội. Tại sao ăn tiền dễ mình ăn tiền khó dữ sao? Mày không kỹ thuật. Cái bỏ mày không tiền. Mày quá dùng nội công tâm quá. Mày biết sao không? Tại vì hơi thở. Tại vì cái hơi thở mày không được thúi. Bởi vậy nó không tắt. Mày phải hơi thở thúi như tao rồi nè, nó tắt chứ không? Thúi là cái nào nó thúi nó mới không tắt chứ. Dạ cái tao thơm. Chỉ mày thơm không? Ừ. Ủa mày thúi không? Dạ nó thúi. Thúi quá. Tới mày cái chai đậu xanh á. Dạ giọng này là biết là mày thúi hay thơm liền nè. Đó. Nói chung là tiền nhắn còn trên bàn nha. Vô 500 lấy triệu. Ok. Ok. Đơn giản. Nhẹ nhàng tôm khói. Tôi thấy tôi lấy 2 muỗng mắm tôm nữa. Gì vậy trai? Sao hồi hộp chứ trai? Mày giống biên ba xỉn vậy? Dạ 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 dạ. Gì hả? Vô 20k thôi. 20k là được 40k. Ôi cái xe. Ê cái gì vậy? Nhắm chấp thổi vậy nhắc nó chấp thổi. Nè. Tắm ra. 40k đâu mà 50 luôn tặng mày mượn về luôn cái đầu. Trời ơi, xanh lên cho đó ông. Mày phải 100 nha. Tôi rơi 50 lại thiếu 50. Thì phải 50 không? Rồi. Ông này có đi vào ăn ủi chân trời. Chết trời. Nó sợ dữ dùng bùn tạ cái bấm đuốc gì nữa nè. Nói chung là nó sợ bạc chân đâu đúng không? Rồi. Tổ nhiều đầu xanh nó phải đéo tắt đi cho mày sao kịp luôn. Tắt này là ăn muốt luôn. Ừ. Mày tôi tổ dữ lắm mà ta. Má cao trời thiệt luôn ha. Ủa nhẹ. Cả xanh đi hết lý thông đi nhiều. Ừ đúng rồi má cao. Mày lấy 100 ngàn đâu là tôi vui vậy. Mày lấy chịu được cơ. Mày còn chồng cái này không lấy gì mà lấy. Đó. Mình nãy giờ mình lấy 500 ngàn con sạp mà lấy không được. Mày lấy hết xịu không? Nè, xị nè. Ôi trời ngon cơm. Trăm ngàn không có ăn quá rồi. Tao lấy con 1 triệu bạc. Lấy 5 xị. Ừ. Tao lấy được chiều mấy? Ừ chiều mấy luôn. Tại tao 500 ngàn trên bàn kể cuộc cuộc của tao đó. Đúng rồi. Tao chiều mấy luôn hả? Ghê trời. Ồ thứ dữ. Ông sạch. Bây giờ tôi chưa tới 50. Hai vòng hai xị với vòng 50. Thì chưa tới 50. Đúng rồi, chưa tới 50. Trời ơi, ông nội tao ngồi tao tính tiền nhẹ tại. Rồi bây giờ tôi chơi vòng này tôi hỏi tắt hết, tôi lấy hết luôn nha. Mẹ, mày tao mày tắt hết, mày lấy 36 kẹp cái đậu xanh cái cây cuối cùng mà mắc mới thì lấy hết thèm chứ hả? Rồi tắt hết lấy hết luôn. Rồi mày tắt hết mày lấy 6 kẹp ok. Rồi chơi. Thôi đi chơi. Mình dán lấy đồng nào được không sao được. Dạ, rồi bạn. Cuối cùng còn cái phim là anh em mình kết thúc cuộc chơi bạn. Rồi chơi chơi. Y tắc. Ôi. Sao không kẹp. Sao không kẹp. Ôi. Nói rồi mà ta muốn lấy 500 nghìn là sẽ vô kẹp với bạn đây. Sao kẹp đó. Tôi lấy một. Ôi kẹp sao. Kẹp cho bạn coi. Sao kẹp đi tích đi. Em trời ơi. Tới con chuyện chứ. Tưởng lấy được tiền không đó bạn. Rồi tiền. Cái gì. Tôi tưởng tao. Xem mày ăn bột nè. Xem mày ăn bột nè. Tôi tưởng lấy được 200. Mày không cắt cây này là má mà nhìn điểm ra. Em trời ơi. Ủa ba, đáng lẽ mày bị ba hình phạt luôn nè. Má mày nhìn em ga vậy chứ không lo. Mày biết được chuột sao kẹp cho bạn. Sao hôm nay tôi kẹp không em nổi. Mày đứng chắc nghe đó. Mày về mua hút chống mê muốn luôn. Sao không chết mẹ. Chắc nó đợi chim. Không nào bỏ đó. Đúng rồi. Mày về mua cây sương môi mà lip eye mark color. Mày sơn lên cho nó đỡ không. Đây thì cuộc chơi của anh em mình đã tàn tiệc nha bạn. Thì nãy là tài 500 ngàn này nè, mình đã vô rồi, mình lấy vô lại nè. Đưa tôi, đưa tôi, đưa tôi. Đưa mày thích thai ơi. Ăn ngủi. Chơi phải gõ đét nè, bữa nay mình chơi gõ đét nè. Ăn ngủi, ăn ngủi, ăn ngủi. Là mày còn hiếu tao 50 ngàn. Cái gì mấy mẹ, mày cho mày ăn ngủi vậy? Mày giống mày ăn ngủi vậy đó. Cho tôi hơn miếng đi ông sao. Trời cho đi miếng ngàn, cho đi miếng miếng triệu, cho mày ăn kẹp mấy triệu. Không phải trả. Tao. Có 20 ngàn đấy làm gì mày? Cho nó ba kẹp cỡ trăm ngữ mấy triệu à. Thì trăm ngữ cho là hai sợi. Lấy con kéo 5 sợi. Nãy bị trăm ngữ phải không? Trăm tư là phải bo 10 ngàn mới trăm giữ đó. Đúng không? Đúng rồi, đi. Thôi bo mày đó. Bo mày trăm giữ luôn. Ai kêu mày con sĩ đó ba. Tổng cộng trò chơi của anh em mình thì nhận được là 1 triệu tư 50. Thằng cu lồng là 5 sĩ.
Cô đen là 100 gỡ, thằng quay phim là 100 nha bạn. Con tôi ít nhất rồi. Hôm nay mình đã gì nhất, mình không bị phạt một hình phạt nào hết. Mình chỉ lấy được 1.450.000 thôi. Bữa nay ông đã 1 triệu vậy mấy mẹ ơi. 1 triệu đó, 1 triệu tùm lao. Ta nhờ cái mỏ đi quỵ quá thôi. Đúng rồi, cái mỏ đó. Cái mỏ đó giờ nó xong rồi. Cái mỏ đó nào quậy gì cũng điêu luyện luôn phải không? Mình được 1.450.000 bạn. Mẹ ơi trời, không nhiều quá, mình được có 100.000. Trời, cái gì anh? Nhanh như trời. Nhiều bên. Trời ơi, cái gì anh? Giống mấy mày chứ. Tao nghe là mày bị truy tố trưởng nha. Giống hoặc quà trung thường của vậy. Người của ta nói vậy trời. Bà báp là. Mày muốn học không? Chết mẹ. 50.000 không có truy tố hình sự đâu sợ. Lấy đi. 50.000 là 5 năm đâu nội. Tao truy tố nặng lắm tao. Không nói kết thúc lẹ đi ông nội đâu. Mất gì tao phải kết thúc lẹ. Lâu lâu xuống đây. Chưa mày ơi. Mày bị sáu kẹp mà kết thúc lẹ em chịu. Nói chung thì trò chơi của anh em mình tới đây kết thúc với bạn. Thì cô lùn được 5 xị nha, còn cô đen thì được 150, quay phim được 100, mình thì được 1.450.000. À, thì các bạn nếu mà có muốn anh em mình chơi cái trò chơi này với số tiền mà cao hơn một chút nữa, hình phạt nó căng hơn chút nữa, thì các bạn hãy để lại bình luận để anh em mình biết, anh em mình sẽ tổ chức cái trò chơi này căng hơn và tiền nhiều hơn chút nữa nha bạn. Bây giờ thì anh em mình sẽ kết thúc clip nha. Bây giờ thì anh em mình chúc các bạn vui vẻ và nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.